vai nhưng không chạm được vào bất cứ ai. Muốn nói nhưng không mở miệng được nói với ai. Đã quá lâu không ngủ được sợ nhắm mắt lại. Thức suốt đêm nghe nhạc thêm lẩm xóm bên tai. Bây giờ đêm hai ngày cho cùng mấy tháng này vẫn là bốn bức tường này buộc phải. Giờ đây em cùng chung tay.